Dạ, Đinh Lan xin kính chào khán giả xem kênh Lan Đinh và Đinh Lan. Chủ đề hôm nay là bà Hằng 100% giả bệnh để né cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương và Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương cho 6 đơn tố cáo của Đinh Thị Lan, nhà báo Đức Hiển, nhà báo Hằng Ni, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Thị Tiên và Công Vinh. Tại vì bà con cứ nhớ lại đi, tuần trước cũng vậy, cứ đợi tới chiều thứ 6 thì bà Hằng bắt đầu mới đi Hà Nội và quậy thứ bảy chủ nhật cho đến thứ hai, rồi bắt đầu thứ hai là cái ngày mà Hằng buộc phải trình diện, ngày 22 tháng 2 buộc phải trình diện tại cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương theo giấy triệu tập lần 3 để bà Hằng cung cấp chứng cứ. Thì bà Hằng tới chiều tối muộn mới về, qua sáng hôm sau luật sư của bà Hằng đến ngày 23 tháng 2 đến nói rằng bà Hằng bị ốm, có nguy cơ bị nhiễm Covid đó. Cho nên là cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương yêu cầu bà Hằng phải đi khám sức khỏe, nếu như có giấy chứng nhận của bệnh viện để chứng thực là bà Hằng có bệnh hay không để kẹp vào hồ sơ. Thì ngày 24 tháng 2 bà Hằng đã đến bệnh viện Chợ Rẫy, do luật sư Thanh Trần và Phi Thiên Ân đã nhìn thấy bà Hằng đi vào bệnh viện để xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm bà Hằng có nhiễm Covid hay không thì chỉ có cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương, luật sư của bà Hằng và bệnh viện biết, vì chúng ta không được quyền nhìn thấy được những văn bản đó. Đinh Lan cũng không được nhìn thấy. Đinh Lan chỉ có cái quyền là khi bà Hằng lên sóng livestream hôm qua vào cuối buổi chiều thứ sáu thì Đinh Lan chỉ báo cho người ta biết rằng là bà Hằng không hề có bệnh, bà Hằng đang lên sóng livestream. Nhưng mà theo kết quả thì chỉ có bà Hằng với mọi người đã biết là vì sao? Vì cái người mà bị nhiễm Covid á thì mới chích 3-4 mũi á, thì nhiễm nó thì giống như cảm mạo thôi, vẫn nói chuyện được nhưng mà nó hơi hụt hơi chút xíu, nói chuyện không dài được 5-6 tiếng như cũ, không ca hát nhảy múa được. Nhưng mà trong giai đoạn đầu thì vẫn chửi khí thế, chửi sao phải không? Ví dụ như đi Hà Nội là chuyến cuối cùng rồi, không bao giờ có chuyến thứ hai để đi Hà Nội nữa. Giờ bà Hằng đã buộc vào tháng 3 này, theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, bà là những cái vụ án trọng điểm còn tồn đọng buộc phải xử là xử vụ án bà Nguyễn Phương Hằng đó. Do vậy bà Hằng phải biết, mọi người bà con phải biết một điều rằng là bà Hằng đang giãy chết ha, đang giãy chết thôi. Cho nên việc mà bà Hằng hôm qua lúc nào giờ khi mà trong cái vòng thụ án á, thì đang thụ lý vụ án á, thì bà Hằng không có chửi dữ dội, nhưng tự nhiên hôm qua lại chửi dữ dội, chửi buổi cuối mà tranh thủ cuối tuần không ai làm việc. Nhưng mà Đinh Lan đã điện thoại báo cho bên phía điều tra viên Nguyễn Khánh Phương rồi ha, về việc rằng là bà Hằng giả bệnh, hiện tại giờ đang chửi. Tại vì bà con phải biết một điều rằng là Viện Kiểm sát ha, cái chị đó cũng chẳng có coi YouTube, rồi điều tra viên cũng chẳng coi YouTube khi có khiếu nại của dân. Nhưng mà Đinh Lan là người khiếu nại, là Đinh Lan là người đang tố cáo. Đinh Lan biết được là bà Hằng đang cáo bệnh thì Đinh Lan mới báo, chứ bây giờ bà con có thấy bà lên sóng livestream, có điện thoại cho công an tỉnh Bình Dương thì người ta cũng đâu có biết đâu. Tại vì cái chuyên án của phòng nào phòng đó biết, ngay cả trực của điện thoại tổng đài của công an tỉnh Bình Dương cũng không biết. Bà lên sóng livestream, bà chửi người này người kia là chửi hàng ngày, chửi coi như cả năm nay vẫn chửi bình thường như vậy. Nhưng mà người thường ở ngoài không có biết được là bà đang cáo bệnh, với hồ sơ bên phía công an tỉnh Bình Dương và Viện Kiểm sát Bình Bình Vương đang thụ lý cho 6 đơn tố cáo của chúng tôi, thì người ta biết được là bà Hằng cáo bệnh thôi. Còn những cái bộ phận khác của công an tỉnh Bình Dương đâu có biết được là bà Hằng đang cáo bệnh mà vẫn lên sóng livestream. Bà chỉ tranh thủ cuối tuần cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương nghỉ làm việc, Viện Kiểm sát nghỉ làm việc, thì bà mới để chạy lên chửi, mà hình như là chửi dậy chết đó bà con, chửi cho cố, chửi bậy, chửi tục, chửi tiểu, rồi thách thức, rồi đòi đánh Hằng Ni vô cùng. Thì yên tâm, không có sao cả nha. Hằng Ni cũng nói hôm qua rồi, trên cái buổi công chiếu hôm qua, Hằng Ni nói là về việc rằng Hằng Ni tố cáo hồi tháng 9, thì tháng 3 này mới là tới hạn, hết hạn, cho nên tháng 3 này Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo rồi ha. Chỉ đạo là tháng 3 là sẽ xử lý dứt điểm những cái vụ tồn đọng ha ở địa phương. Ha, cũng càng tiếng nha, không biết có bị nhiễm Covid không. Bình thường nha bà con, nếu như một người có chích 3-4 mũi mà bị nhiễm Covid thì không sao, giống như cảm thôi.
Do vậy là bà con phải nhớ thực hiện cái 5K của Bộ Y tế đề ra. Thứ nhất là khử khuẩn, thứ hai là khai báo y tế, thứ ba là không tụ tập đông người, rồi thứ tư là giữ khoảng cách đó, thứ năm là khẩu trang. Cho nên là cái luôn luôn bắt buộc chúng ta không có rời được cái khẩu trang ra. Thì bà Hằng muốn bệnh lắm, muốn bệnh đó thì bình thường nhiễm vô thì như cảm thôi, thì trong vòng một tuần là có thể test lại là có thể mình hết cái nhiễm Covid đó ha. Còn việc mà hôm qua lên sóng Đinh Lan có coi rồi thì cũng nói chuyện hùng hồn thôi, sử dụng những cái chất kích thích như là kéo dài cái lúc mình nói chuyện, chứ gọi là khản đặc để mất tiếng thì không bao giờ 2-3 bữa mà hết khản đặc, không có đâu. Chỉ có cái nhiễm Covid trong giai đoạn đầu thì vẫn nói chuyện bình thường, chứ ai mà nhiễm mà chích ngừa rồi nhiễm mà bị nằm mê mệt phải thở ống thở đâu, không có. Việc thở ống thở chỉ là một cái bài diễn của bà Hằng thôi. Bà con nhớ không, Đinh Lan kể ra một cái việc. Có một cái bà quê ở Quy Nhơn, Bình Định, một đại gia bất động sản ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì bà ở phường Bến Nghé, quận nhất thành phố Hồ Chí Minh. Biết sao không? Đinh Lan không nói tên ra, tại vì người ta không có đụng chạm gì tới mình. Mình nói ra như vậy mình mắc tội lắm. Nhưng mà cái chiêu trò của bà này á, bà Nguyễn Phương Hằng với cái bà kia y chang như nhau. Trời ơi, công an phường Bến Nghé mà phải khủng hoảng với bà kia. Tại vì hàng ngày công an phải xét xử với việc là người ta tới người ta đòi nợ bả. Trời ơi, bả cả. Bả nói bả vật vã, bả chửi bới người ta kinh khủng lắm. Giống y như con mụ Hằng này nè. Thật sự là con mụ Hằng này nợ rất là nhiều. Nè bà con nhớ đi ha. Nên là không nói gì nhiều. Bây giờ trên cái phương diện mà lại khoe hột xoàn mà 43 triệu đô mà khoe ở ở Định Hùng á, bà con cứ nghĩ coi, nếu mà người vợ có đeo những cái viên hột xoàn mà 43 triệu đô khùng điên điên như vậy á, thì cả hơn 1.000 tỷ đồng, thì việc gì chồng phải đi vất vả đi huy động trái phiếu 180 tỷ để mà thế chấp 75 cuốn sổ cho ngân hàng Phương Đông. Tại vì họ bị nợ, công ty cổ phần Đại Nam bị nợ nhóm 3 rồi, lên nợ nhóm, nợ xấu cho nên không được vay. Mà bây giờ sao, cuối năm sao, cuối năm phải đóng những cái khoản lãi vay cho những cái khoản vay cho ngân hàng. Cho nên bây giờ cái chiêu thức của ngân hàng là chỉ họ cái cách là ok, bây giờ huy động trái phiếu đi, như vậy thì lách cái luật vay của ngân hàng, lấy số tiền đó đi để mà đi trang trải nợ nần, đóng lãi này nọ chút xíu, dư ra được đồng nào để đi sống qua ngày chờ vô hộp á. Đó là tư vấn. Chứ làm sao mà vợ chồng đi huy động trái phiếu 180 tỷ mà vợ lại có hàng mấy ngàn tỷ đi khoe trên mạng như vậy. Với lại những cái viên kim cương lớn á, nó đều có xuất xứ rõ ràng. Đinh Lan nói lại, những viên kim cương lớn đều có xuất xứ rõ ràng, chứ không phải là sồ sồ của một cái người đàn bà trình độ lớp 3 mà lên trên mạng mà khoe kim cương cả rổ, sổ đỏ cân ký. Không có thật sự. Bà Hằng có bị bệnh hoang tưởng hay không thì do kết luận của cơ quan cảnh sát điều tra, hay do những cái chứng nhận tâm thần của bà để chứng nhận. Chứ làm gì có cái chuyện mà hột xòn mà cả rổ sổ đỏ cân ký vậy. Toàn bộ Đinh Lan nói lại, Đinh Lan là người đầu tiên ngày 8 tháng 6 khi Đinh Lan bước vào cuộc drama này, vì Đinh Lan yêu mến cố ca sĩ Phi Nhung, cho nên thấy bà này bà khoe hột xoàn, trong khi bản thân Đinh Lan và bà Nguyễn Phương Hằng đã từng tiếp xúc ăn sáng với nhau tại khách sạn Vết ngày 1 tháng 11 năm 2012 đó, ngày 1 tháng 12 năm 2012 thì bà Hằng ăn sáng với Đinh Lan. Tại vì Đinh Lan có hẹn làm việc với ông Dũng Lò Vôi về việc mà công ty Việt Phim do Đinh Lan làm chủ tịch muốn mở cái phim trường ở biển nhân tạo, ở biển nhân tạo của bà Hằng, của ông Dũng. Cho nên là mới gặp bà Hằng, lúc đó bé Hình Hằng Vũ được 1 tuổi ha. Cho nên là bà Hằng có khoe với Đinh Lan là bả sở hữu cái viên 50 carat và ông Dũng sở hữu cái viên 60 carat. Nhưng khi mà trương cái hộp mà 45 phẩy mấy carat của TA chứng nhận á, thì
bà lại khoe bà nên bà mua trả góp. Như vậy người sở hữu viên 50 carat, 60 carat thì không bao giờ có cái viên 45 carat mà lại lên khoe trên mạng rần rần như vậy, mà lại mừng rỡ như vậy. Như vậy thì chứng tỏ rằng cái viên kia là viên, những cái viên kia là những viên giả. Cho nên Đinh Lan đã nhiều lần nói về cái việc kim cương giả này rồi. Nhưng mà giả như vậy để làm gì? Để lừa biệt thiên hạ, để kêu gọi những cái người mà ủng hộ cho mình là à ta giàu có, do đó ủng hộ cho ta, ta cho tiền. Nhưng đến cuối cùng sao? Bà chả cho cái gì hết. Bây giờ rụng rơi tơi tả rồi ha. Luật sư Kim rồi Phúc Tài Chính hay là cái gì ta, tiến sĩ luật sư quần gì đó, coi như là rơi rụng toàn bộ. Vì sao? Để lâu cái kim, để lâu trong ngày cũng lòi ra thôi. Cho nên á, cái việc mà cứ khoe khoe của như vậy á, bản thân bà Hằng như thế nào thì người ta biết hết mà. Do vậy á, những cái trò lố bịch như khoe của nhưng mà cô có cho mình được đồng nào đâu. Bây giờ nói là mọi người bảo rằng bả là bà nổ, bà tiền nổ này nọ, bả nói là ai mà chứng minh bả nổ thì bả sẽ cho 10 tỷ. À, bả không cho thì xe cán bả vậy đó. Nhưng mà bây giờ nè, bây giờ chỉ hỏi thôi, bả làm được không? Thứ nhất bà nói là trong vòng 15 đến 20 ngày nếu con Đinh Lan không bị bắt thì bà sẽ cạo đầu và từ giả YouTube. Bà có làm được không? Không làm ha. Bà nói bà chân thành sao kê đi, nếu mà ta sẽ cho 50 tỷ ha, bảo luôn cái đó. Rồi cuối cùng chân thành sao kê rồi đó, rồi bà nói người ta xuống âm phủ mà đòi ha. Rồi bà nói bà hứa bà cho 5.000 tỷ ủng hộ cho quỹ phòng chống Covid, tới cuối cùng không có một xu. Rồi bà nói 15 triệu liều vaccine, không có một liều nào hết. Bà nói thôi tôi không biết trong vaccine có cái gì, lợi ích gì tôi không cho. Ủa, cái vụ 15 triệu liều vaccine cho đến bây giờ dân chúng cũng vẫn đang đòi bà. Rồi bà nói là 200 tỷ để mà ủng hộ Bảo Lục miền Trung, có không? Không có. Cuối cùng ngày hôm nay sao, kết quả như thế nào? Từ thiện không ai làm hết, nương thân tương ái lẫn nhau cũng không ai làm, chỉ có mình bà Hằng phá nát từ thiện, phá nát từ thiện ở Việt Nam. Các nước trên thế giới bà con kiều bào cũng không có gửi tiền về, gửi thông qua ai bây giờ? Phải có một người, một tổ chức đứng ra nhận. Nhưng mà bây giờ đưa vô mặt trận Tổ quốc Việt Nam, người ta cũng không quen, đã thích là ok. Thực tế có người đi trao thay cho họ luôn, thì nghệ sĩ thì bị bà đánh tơi tả rồi. Cuối cùng sao? Từ thiện không có ai mà làm nữa. Cuối cùng sao? Người thiệt hại là người nghèo. Bà Hằng nói bà vì người nghèo, nhưng thực sự bà đang phá nát cái từ thiện ở Việt Nam trong suốt một năm qua rồi. Coi như lũ lụt năm 2021 là coi như là tiêu, không có bà con vùng lũ ở miền Trung không được đồng nào. Mà bà Hằng hứa cho 200 tỷ cũng không cho. Do vậy bà con cứ tổng kết lại đi, trong suốt mấy năm mới làm từ thiện được 11 tỷ mấy thì lại đưa vào khai báo coi như chi phí quản lý doanh nghiệp. Như vậy thì công ty cổ phần Đại Nam cũng đâu có cho được cái gì đâu. Còn cái quỹ hàng hữu đóng, ủa do chính công văn của bà Hằng mà. Bà Hằng nói là đóng quỹ hàng hữu là vì làm ăn thua lỗ, rồi bây giờ đổi thừa cho Hằng Ni, Đức Hiển, đổi thừa cho những cô bạn, đổi thừa cho Đinh La, là những người phản động phá nát cái quỹ từ thiện. Ủa bây giờ bà bắt người ta sao kê, tại sao quỹ từ thiện hàng hữu không sao kê? Cũng khai báo về cái việc mà đưa vào chi phí quản lý doanh nghiệp đó thì phải sao kê chứ. Bây giờ rất là nhiều cái lúc nào cũng vậy. Bây giờ muốn chuyển cái vụ án hình sự do 6 đơn tố cáo của chúng tôi muốn chuyển thành dân sự, cho nên tự ra cái kèo là cát thượng đưa 200 tỷ nếu như đưa bản sao kê. Thật sự nếu bà có 200 tỷ thật á thì bà nói bà ra công chứng. Thật sự tới hồi ra công chứng tiền đâu ra hả Hằng? Nổ cũng vừa phải thôi, 50 xu cũng không có, sống khổ sống sở. Ngay cả cái căn nhà số 6 Nguyễn Thông kìa, phường Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, cái căn nhà đó là cũng thế chấp cho ngân hàng, nhưng cái xác nhà lại thế chấp cho anh Dũng Săn rồi ha. Cô thế chấp vay 60 tỷ rồi, nhưng mà bây giờ vì người ta không có lấy được tiền lãi lẫn tiền gốc cho nên người ta cho ở nhờ vậy thôi ha. Lên cứ khoe cái đẳng cấp của Dũng Lò Vôi có hàng mấy chục ngàn tỷ như vậy mà để cho vợ lên khoe từng cái hộp xoàn, từ mảnh đất toàn là
toàn bộ là đất của nhà nước thôi, thu hồi lại cũng trắng tay ha. Còn cái vụ mà cứ đi lên mạng ai tới mà đòi nợ thì cứ cào lờ ăn vạ, giống như cái bà mà Đinh Lan kể đó, cái bà mà quê Bình Định đó, thì cũng vậy thôi, cũng là đại gia bất động sản đó, vay ngân hàng nhiều quá rồi giờ mất khả năng chi trả thì bị kết án chung thân. Đó là bình thường, là vì sao? Mình chiếm đoạt, lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì cái án cao nhất, khi mà cái khung hình phạt cao nhất của mình là chung thân, tại vì án kinh tế. Do vậy thì các cái cùng cùng con đừng có vội hả hê, cứ thấy xuất hiện là biểu Đinh Lan đi đầu xuống đất. Nếu mà bà Nguyễn Phương Hằng không đi vô tù ha, không chịu tổ chức pháp luật, Đinh Lan đi đầu xuống đất, đây này vụ án nó chưa có cái xử gì, ok, cái đó là cá cược á ha. Tại vì rõ ràng hồi nào giờ Đinh Lan cá cược, chưa cá cược cái chuyện gì sai nha, ngày hôm nay cá cược chuyện đó đấy, tiếp đó. Bây giờ vụ án chưa có xét xử luôn á, bây giờ con mẹ Nguyễn Phương Hằng của mày á, Võ Minh Điền, đừng có vội mà nói là Đinh Lan phải đi đầu xuống đất vì bà Hằng vô tội. Ủa vô tội, cái miệng nó nói nó vô tội thôi, chứ làm sao cơ quan điều tra đang có phải truy lùng nó mà nó cứ cáo bệnh hoài, có hôm nay bệnh này hôm kia bệnh kia, kéo dài thời gian hoài, kéo được tới ngày 28 tháng 2 thôi ha, là buộc phải trình diện ha, không trình diện là xích cổ lại, chứ đừng có nói đợi qua tới tháng 3 mà ngày 10 tháng 3 tổ chức lễ hội Hùng Vương. Không có lễ hội Hùng Vương nào với một cái đứa mà vô liêm sĩ, thất học, mất dạy như bà Nguyễn Phương Hằng đâu nha ha. Không có ai đem hai cái bánh giày mà để lên áp lên trên cái ngực mình mà xuyên tạc như vậy. Còn cái tên thọ già nào đó nói là cái gì đó, bánh giày là âm, là tượng trưng cho cái bộ phận đó của người phụ nữ. Ê, còn lôi lên trên mạng những cái thứ vô văn hóa giống như bà không vậy, bà Nguyễn Phương Hằng ha, tên thật là Nguyễn Thị Thanh Tuyền, coi như là bồ của Đỗ Đạt Giang, đàn em của Nam Cam hả, xuất xứ muốn coi cái bút lục không, bà con cứ search vào Google nói là Nguyễn Phương Hằng, Đỗ Đạt Giang, nó sẽ ra cái bút lục á. Bút lục trong đó ghi rõ ràng cái xuất xứ của bà Nguyễn Phương Hằng là tiếp thị bia, là cái câu nói rất là lịch sự của bên phía cơ quan chức năng, cơ quan công quyền, đó là chính là gái đi ôm đó ha. Bà Nguyễn Phương Hằng chính là Nguyễn Thị Thanh Tuyền ha, đổi tên để lừa đảo những người khác thôi. Ngày hôm nay á, đừng có lên trên mạng mà bóc mẻ dĩ dãn dơ giấy dễ gì giấu giếm của ngày này người nọ, dĩ dãn của bà tận cùng của xã hội. Ngày hôm nay chính bà là cái người khơi dậy cho người ta bới móc lại cái quá khứ của mình. Đưa bao nhiêu người vào tù rồi, Nguyễn Phương Hằng, Trần Văn Thịnh ha, đưa vào tù rồi, Đỗ Đạt Giang cũng đưa vào tù rồi, một cái ông nữa ở người chồng đầu tiên không phải là người Trung Quốc mà cũng không phải ở Canada, bà Hằng khẳng định 100% chưa từng ở Canada một ngày một giờ nào cả, mà chỉ sống với một ông ở đường Quỳnh Văn Bánh bán đồ lặt xăng ở chợ dân sinh, có hai đứa con Tiến và Tuấn sinh năm 90 và 92 ha, nhà ở đường Quỳnh Văn Bánh. Rồi sau này á, bà Hằng cũng tống ông đó vô tù ha, trong cái vụ mà tố cáo ổng là buôn ma túy đó ha. Rồi sau này sống với Đỗ Đạt Giang không có con, nhưng mà cũng tống Đỗ Đạt Giang vô tù. Sau này sống với Đỗ Văn Thịnh có một đứa con gái ha, rồi cũng nói là Đỗ Đạt Giang là chiếm đoạt tài sản đó, cũng tống người ta vô tù ha. Rồi sau này yêu thương với Võ Hoàng Yên, cũng muốn tống Võ Hoàng Yên vô tù mà không được ha. Bây giờ muốn tống Đinh Thị Lan vô tù cũng không được, tại vì kết quả của Tòa án Nhân dân Thủ Dầu Một đã kết luận về việc rằng Đinh Thị Lan không có hề liên quan tới vụ án này cả. Biết lý do tại sao mà tự dưng mà thẩm phán trường của Tòa án Thủ Dầu Một gửi cho Đinh Lan cái chích lục bản án sơ thẩm vụ án hình sự Mai Xuân Cường không? Là vì yêu cầu này là yêu cầu của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương với Công an điều tra tỉnh Bình Dương để như biết không, đưa cho Đinh Lan để báo cáo cho Đinh Lan biết, Đinh Lan công bố lên cho mọi người biết được rằng là kết luận cái vụ mà Đinh Lan tố cáo và đề nghị khởi tố bà Nguyễn Phương Hằng, tố giác tội phạm và đề nghị khởi tố bà Nguyễn Phương Hằng về việc rằng vu khống, dùng thủ đoạn
đê hèn để tống Đinh Thị Lan vào tù. Còn nhà báo Đức Hiển, nhà báo Hằng Ni thì cũng tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng là làm nhục, vu khống rồi xâm phạm quyền lợi ích tự do dân chủ để mà tấn công họ, chửi bới, là làm nhục họ, vu khống họ rất là nhiều. Rồi các giới nghệ sĩ thì cũng tố cáo bả là làm nhục, vu khống về việc là tố cáo họ là ăn chặn từ thiện. Thì Bộ Công an đã có kết luận là về việc là nghệ sĩ, những tên đó, những Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành, Thủy Tiên không hề ăn chặn từ thiện. Thì như vậy thì kết luận của Bộ Công an, bây giờ bà cũng không phục, bây giờ lên cứ dậy nảy lên, mỗi lần lên cơ quan cảnh sát điều tra là bị bệnh, lên là bị ớt. Ngày hôm nay đợi tới cuối tuần cái lên nói là mình không có bị gì hết. Ủa, tại sao tới cơ quan điều tra thì mình nói mình có bị bệnh ha, bị nhiễm Covid, nhưng mà tới hồi mà bây giờ lên trên mạng này nói mình không bị hay không á, cầu được ước thấy nha. Bây giờ thêm một cái ca nữa, 5K rồi ha, khẩu hiệu Bộ Y tế là 5K, thêm 1K nữa cho bà Nguyễn Phương Hằng là khẩu nghiệp. Bà bớt đi, bà bớt chửi, bớt nguyền rủa người khác bị nhiễm Covid đi. Tại vì khi nhiễm Covid như vậy á thì cái hậu của Covid rất là khổ sở. Nó sẽ gây rụng tóc, nó gây mệt mỏi rất là nhiều. Đó là phải có một cái chuẩn bị sau hậu Covid. Đừng không ai mong muốn mình bị nhiễm Covid cả. Cho nên có giữ gìn sức khỏe được, mình phải tôn trọng, mình phải tuân thủ theo quy định của Bộ Y tế để bảo vệ chính mình và cho những người khác. Chứ bà mà phát tán bệnh tật ra đó, nguyên cái nhóm mà YouTuber của bà cũng bị hết. Bà nhớ không, có một cái nick mà YouTuber của bà đó, hôm đó ở cái ngày mà lên trên Bình Dương đó, có một cái người mà Ngô Long Ngô Liết gì đó. Thì thật sự trong cái clip Đinh Lan mới vừa coi lại hôm trước nè, anh chàng ta cũng thú nhận là anh chàng ta bị mấy tháng qua im hơi lặng tiếng, là chính anh chàng ta bị nhiễm Covid mà nhờ oxy của Đài Nam cứu sống anh chàng ta đó. Thì nếu như vậy anh chàng ta bị nhiễm Covid thì hôm đó, trong cái hồi đó tất cả mọi người cũng đều bị nhiễm rồi đó. Cho nên là có phải là bị phát tán không, có phải là bị phát tán bệnh tật không? Tội đó là tội hình sự nữa. Do vậy ngày hôm nay kết quả như thế nào, tại sao bà Nguyễn Phương Hằng cứ những cái ngày làm việc thì mình bị bệnh ha, tới cuối tuần thì lại hết bệnh, là lên chửi bới người này chửi bới người kia. Lan đã báo cái việc mà hôm qua bà Hằng livestream rồi để cho người ta biết, người ta coi lại cái đoạn clip mà Lan có quay là bà lên chửi, thì có ngày giờ rõ ràng ha. Bà con yên tâm, tôi là Đinh Thị Lan, nhà ở 140/22 đường Lê Đức Thọ, phường 6, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Nếu như trang YouTube này mất, bà con truy cập vào hai số Zalo 0976863368 và 0931208805 để lấy đường link mới của trang Đinh Lan mới. Tại vì Đinh Lan hoạt động YouTube không phải là để kiếm tiền. Đinh Lan chỉ thông tin những cái thông tin lên cho cộng đồng mạng ở Việt Nam lẫn trên thế giới biết tình hình về vụ án của 6 đơn tố cáo. Tại vì Đinh Lan phải nói một điều rằng trong 6 đơn tố cáo thì chỉ có Đinh Lan là người hay nói những cái điều này, hay lộ những thông tin của bên cơ quan cảnh sát điều tra. Còn ngoài ra những kênh YouTube khác thì Đinh Lan khẳng định 100% là họ không bao giờ có được tin của công an tỉnh Bình Dương. Nếu như Đinh Lan là người không nói ra thì không có ai biết được. Nhưng Đinh Lan chỉ nói trong cái phạm vi trong giấc mơ của mình để thông tin cho bà con, chứ cũng không có nói là sự thật. Tại vì Đinh Lan được mơ, bà Hằng được quyền mơ và chối ở trên cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương là mình chỉ là mơ thì không có tội. Thì ok, Đinh Lan cũng bắt chước theo bà Hằng là Đinh Lan cũng mơ thôi. Những cái thông tin nào của vụ án, nhà báo Đức Hiển, nhà báo Hằng Ni thì và những cái ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên này nọ, Công Vinh này nọ thì cũng không có biết gì về cái nội dung 6 đơn của mình, 6 người đó. Nhưng chỉ có Đinh Lan là cái người hay tà lẹt nhất, tại Đinh Lan là người bức xúc nhất. Và Đinh Lan không có bị o ép, không có bị lệ thuộc bởi, ví dụ như ca sĩ thì bởi lệ thuộc bởi những cái người khán giả. Còn nhà báo Đức Hiển, nhà báo Hằng Ni thì lệ thuộc bởi cơ quan, đoàn thể của mình. Còn Đinh Lan chả lệ thuộc ai hết. Chồng cũng không có ở Việt Nam, cũng không làm ăn kinh tế gì ở Việt Nam.
công việc buôn bán này ok, bà con nào tin tưởng yêu thương thì mua hàng của Đinh Lan, không mua thì thôi, có đồng nào ăn đồng đó, sống bởi cuộc sống bình thường, không xe xua, không có chân diện, không có phải sống ảo bằng cách mà đi vay mượn tiền của ngân hàng để mua xe hay là mua này mua nọ. Đinh Lan chả có vay ngân hàng, có đồng nào sống đồng đó, không bao giờ vi phạm pháp luật. Vì sao? Tối ăn ngon ngủ yên, chả phải lo lắng nợ nần là ai, người này phải trốn nợ người này người này người kia. Do vậy cái việc mà căng băng rôn mà làm việc Đinh Lan là giải quyết xong này ha, không phải là giải quyết xong mà là cái tình hình đó thì không bao giờ dám ước tới đây là nữa rồi, tại vì hôm trước là công an quận đã thụ lý hồ sơ. Cậu ta bây giờ là hàng ngày vẫn kết quả của cái việc mà tấn công chị gái Đinh Lan thì công an quận cũng vẫn đang trong vòng điều tra. Do vậy việc mà bác đơn kiện thì chỉ có chị gái Đinh Lan kiện tên Võ Minh Điền cùng 10 YouTuber và tên Thịnh tấn công và làm nhục chị gái Đinh Lan ngày 9 tháng 2. Chứ Đinh Lan thì không kiện. Hôm qua trong cái clip hôm qua Đinh Lan đã nói rồi. Trong sắp cưới của Đinh Lan ở Vancouver, Canada, thực sự cảm ơn cái tên tội phạm Võ Minh Điền không hết, về việc rằng nhờ cậu ta tấn công như vậy cho nên trong sắp cưới của Đinh Lan mới làm những cái thủ tục để cho sự can thiệp của luật sư của chồng ông xã Đinh Lan, chồng của Đinh Lan á, ở bên Vancouver đã gặp lãnh sự quán của Việt Nam tại Vancouver để khiếu nại về việc rằng anh ấy đã làm thủ tục đăng ký kết hôn với Đinh Thị Lan tại Việt Nam, nhưng mà tại Việt Nam lại bị một nhóm người Việt Nam tấn công như vậy thì đề nghị lãnh sự quán can thiệp. Thì lãnh sự quán Việt Nam tại Vancouver, Canada đã gửi cái công văn tới cho công an phường 6 quận Gò Vấp để mà kiểm trách về cái việc mà xảy ra tình trạng này ở Việt Nam. Đinh Lan không công bố lên cái thư xin lỗi của lãnh sự quán Việt Nam tại Vancouver, Canada, bởi vì đó là một cái tế nhị, làm như vậy là một cái sỉ nhục cho Việt Nam về cái việc rằng là xảy ra tình trạng đó ở Việt Nam. Cho nên là thông tin đó Đinh Lan không công bố, nó có hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là có lộ thông tin của ông xã Đinh Lan, cái thứ hai nữa là sẽ là một cái sỉ nhục, cho nên là quyết định không công bố cái thư xin lỗi của lãnh sự quán Việt Nam tại Canada. Nhưng hiện tại bây giờ đám đó cũng không dám tấn công, cho nên là mọi người thì cũng đừng có lo lắng cho Đinh Lan về việc rằng là ok, nó tấn công mình phải phòng phương án đầy đủ hết. Thì nhà báo Hằng Ni cũng nói là về việc tự vệ chính đáng thì 60% thương tích cũng không có bị tội, là mình tự vệ chính đáng thì ok, tất cả những điều đó ghi nhận. Nhưng mà Đinh Lan tin chắc 100% là tụi nó sẽ không dám tấn công nữa. Còn nếu tấn công nữa vô trong nhà thì có thủ sẵn những cái bình phòng cháy chữa cháy để mà xịt thẳng cho bọn chúng rồi. Coi bộ tốn tiền đó, mỗi bình triệu hơn triệu, mua một lúc cả chục bình như vậy xịt vô cho đã. Nhưng mà thật sự mua để dành đó, dẫu sao cái tòa nhà của mình nó có tới 4-5 tầng, mình cũng phải có những cái trang bị, những cái bình phòng cháy chữa cháy đó, lỡ khi có những xảy ra những cái cháy nổ thì Đinh Lan sẽ sử dụng. Còn bây giờ tụi nó tấn công vô trong nhà thì cứ mấy chị em phụ nữ trong nhà cứ bóp cái đó xịt thẳng vô mặt tụi nó, coi như là cái áp lực lớn, là tụi nó cũng sẽ là một bằng chứng ha. Tụi nó cũng chả theo thưa lại kiện được mình, đó là phòng vệ chính đáng. Dạ. Xin chào bà con, có gì bà con cứ truy cập vào Zalo, để nếu như cái trang này mất mà muốn biết thông tin về cái vụ án 6 đơn tố cáo của chúng tôi ha, thì Đinh Lan sẽ kịp thời sẽ gửi cái đường link mới. Nhắc lại số Zalo của Đinh Lan là 0976 863 368 và 0931 208805. Và xin chào bà con.